Do biến chủng Omicron gây ra, tuần trước Manila đã thông báo các kế hoạch mở cửa biên giới đón du khách quốc tế đã tiêm chủng đủ vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 1 tháng 12. Tuy nhiên, nhóm đặc trách về COVID của chính phủ Philippines đã đảo ngược quyết định này vào cuối tuần khi nước này ngừng các chuyến bay từ 7 quốc gia châu Âu. Trước đó, nước này cũng đã ngừng các chuyến bay từ một số quốc gia châu Phi. Quyết định mới này đã giáng một đòn mạnh vào các công ty du lịch vốn đang lao đao vì lượng khách quốc tế sụt giảm và quyết định hạn chế du lịch nội địa kể từ khi biên giới đóng cửa từ tháng 3 năm 2020. Du lịch là một động lực chính của nền kinh tế Philippines, chiếm gần 13% tổng sản phẩm quốc nội GDP. May mình còn thoát được ấy nhỉ. Số liệu thống kê cho thấy trước đại dịch năm 2019, quốc đảo Đông Nam Á này đã thu hút hơn 8 triệu khách thuế. Mức đóng góp của du lịch cho GDP toàn quốc đã giảm xuống còn 5,4% vào năm ngoái, khi lượng khách du lịch giảm sâu tới 82%, xuống còn 1,48 triệu người. Chính phủ Philippines đã nới lỏng các hạn chế trong những tuần gần đây.